Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog. Thưa quý vị các bạn, ở Thừa Thiên Huế vừa xảy ra một vụ đánh ghen ha, tàn bạo nhất thế kỷ 21 ha, một vụ đánh ghen như thời Trung Cổ. Đó là những gì mà báo chí và mạng xã hội đưa tin trong ngày hôm nay 20 tháng 11 nha các bạn. Đó là một vụ đánh ghen ha, tại Thừa Thiên Huế. Một nhóm người, khoảng 4 người nha các bạn, gồm 3 nữ và 1 nam, đã cùng nhau đánh ghen một phụ nữ hết sức dã man. Đó là lột hết quần áo, tát vào mặt, xong sau đó lột quần ra, đánh vào vùng kín nha các bạn. Hết sức là dữ dội. Đây là đỉnh cao của đánh ghen luôn đấy các bạn. Chưa thấy vụ đánh ghen nào mà dữ dội như thế. Đó là vụ đánh ghen xảy ra vào ngày 15 tháng 11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nha các bạn. Lúc này nạn nhân đang ngồi ở bờ kè quen biển ha. Có một số nguồn tin cho rằng là ngồi dưới chồng người ta, ngồi nói chuyện với chồng người ta thôi. Nhưng mà nhóm người trên đã lao vào tấn công ha, lột đồ và dùng dép, dùng tay đánh vào vùng kín của nạn nhân nha các bạn. Và ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11 thì công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án và bắt giữ 4 đối tượng liên quan ha. Trong đây có một trẻ, một già, một bị khuyết tật và một nam nha các bạn. Đây là thanh niên ha, là nhiệt tình nhất ha, đánh chỗ hiểm không nha các bạn, đánh vào vùng kín, đánh vào mặt. Ngày 20 tháng 11, công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội làm nhục người khác. 4 bị can gồm Nguyễn Thị Thùy Trâm, 28 tuổi, Nguyễn Thị Bé, 37 tuổi, Đặng Thị Thùy Trang, 41 tuổi, và Lê Công, 29 tuổi, trú tại xã Hải Dương luôn các bạn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy là cuối cùng là đã bắt được 4 người nha các bạn. Theo một số thông tin thì nạn nhân hiện đang rất hoảng loạn về tinh thần và người nhà, người thân đang túc trực để bảo vệ, để chăm sóc nha các bạn. Vì tinh thần đang rất hoảng loạn, có thể là tự tử bất cứ lúc nào. Hết sức là khủng khiếp. Chúng ta xem một số hình ảnh thôi chúng ta cũng thấy là rất là khủng khiếp rồi. Đừng nói chi là người chính mình, người bị hại. Hết sức khủng khiếp. Đánh ghen rất là dã man nha các bạn, như thời Trung Cổ. Ví dụ đánh ghen mà có thể nói là khủng khiếp nhất thế kỷ 21. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Việt Nam Vlog. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để xem nhiều video mới hấp dẫn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các tin kỳ sau trên kênh của Việt Nam Vlog.